Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin chiều nay. Sôi động thị trường sách giáo khoa chuẩn bị năm học mới 2016-2017. Thành phố Đà Nẵng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Tin thế giới, khủng bố tại Đức có thể làm lay chuyển chính sách nhập cư của bà Angela Merkel. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, năm học 2016-2017 sắp đến. Vào thời điểm này, thị trường sách và đồ dùng học tập đã bắt đầu sôi động. Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập của học sinh trước năm học mới, hầu hết các nhà sách trên địa bàn huyện Cần Giuộc đã chuẩn bị đầy đủ lượng hàng. Tại nhà sách Cần Giuộc, trực thuộc Công ty Cổ phần Sách và Dịch vụ Văn hóa Long An đã phân bổ 6.000 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 cùng nhiều dụng cụ học tập, sách tham khảo, văn phòng phẩm phục vụ cho năm học mới. Thì năm nay thì tình hình mua sắm thì có lẽ như là sớm hơn, phụ huynh mua sớm hơn các năm rồi. Thì giá cả thì không tăng so với năm 2015. Thì cũng năm nhân dịp năm học mới thì nhà sách Cần Giuộc có chương trình khuyến mãi là giảm 10% khi khách hàng mua trọn bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12. Thời gian bắt đầu thì 16 tháng 5 đến 16 tháng 8 năm 2016. Năm nay, giá các loại sách vở, dụng cụ học tập không tăng so với năm trước. Để thu hút khách hàng, nhà sách thực hiện chương trình giảm giá 10% cho các loại sách giáo khoa. Thường năm thì em mua sách ở gần nhà, không mà nhà có nhà sách nhỏ gần nhà, nhưng mà năm nay thì em lên đây em mua để có nhiều loại sách hơn, nhiều chủng loại hơn để dễ lựa chọn cho con của em hơn. Với sự đa dạng về mẫu mã, cộng với các chương trình khuyến mãi đặc biệt, các bậc phụ huynh đều có thể lựa chọn cho con em mình những loại sách, thiết bị đồ dùng học tập phù hợp. Trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam đã ra chiến trường, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đằng sau sự mất mát đó còn có những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng thiêng liêng. Đó là nỗi đau của những người vợ mất chồng, những người mẹ mất con. Đã gần 50 năm nay, mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Mười, 87 tuổi, ở ấp 6, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, vẫn đau đáu bên mình, nỗi nhớ không nguôi về chồng, về con. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, chân mẹ đã run, mắt đã mờ, nhưng với mẹ những ký ức về cuộc đời của người chồng, người con liệt sĩ không thể phai mờ trong tâm trí. Chồng mẹ tên Bùi Khánh Lư, quê gốc tận ngoài Thanh Hóa, tham gia cách mạng năm 1960 là đội viên du kích xã An Thạnh. Chồng theo cách mạng chưa được bao lâu thì người con trai đầu của mẹ là anh Bùi Văn Một cũng nối gót theo cha. Anh Một hy sinh vào năm 1966. Nỗi đau mất con chưa nguôi, mẹ lại tiếp tục nhận tin chồng hy sinh khi tham gia một trận đánh ở xã An Thạnh vào năm 1967. Chồng con lần lượt hy sinh, mẹ dù phải nuôi 5 người con nhưng vẫn san sẻ từng hạt gạo con khô nuôi du kích và tiếp tế cho bộ đội địa phương. Bản thân mẹ cũng từng bị giặc bắt, phải chịu bao đòn roi, nhưng mẹ vẫn một lòng một dạ theo đảng, theo cách mạng. Mẹ được phong tặng danh hiệu dinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng vào cuối tháng 10 năm 2015 và hiện được chi bộ ngành văn hóa thông tin và đài truyền thanh huyện Bến Lức nhận chăm sóc và phụng dưỡng đến cuối đời. Hàng năm cứ vào dịp lễ Tết, ngày thương binh liệt sĩ, đại diện các cơ quan đều đến thăm hỏi sức khỏe và động viên mẹ. Sự quan tâm, chăm sóc, sẻ chia của thế hệ trẻ hôm nay là động lực giúp cho mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Mười vui sống và cũng làm ấm lòng mẹ hơn trong những ngày tháng 7 này. Thưa quý vị, mới chỉ xuất hiện được 2 tháng tại Long An, nhưng phong trào chơi xe trượt điện cân bằng đã bắt đầu nở rộ và thu hút khá nhiều người tham gia. Thú vui này đang trở thành mốt trong giới trẻ bởi sự mới lạ và độc đáo. Có thể dễ dàng bắt gặp nhiều chiếc xe trượt điện độc đáo này tại công viên thành phố Tân An vào mỗi buổi chiều. Chiếc xe này được gọi là xe trượt điện hai bánh tự cân bằng, hay còn gọi là hoverboard. Xe được thiết kế khá đơn giản với hai bánh đang nhấp nháy, nhìn rất lạ mắt. Loại xe này nhìn qua giống một tấm dáng trượt, nhưng bên trong được lắp thêm động cơ dùng nguồn điện sạc. Trò chơi này cũng khá đơn giản, chỉ cần mất vài phút tập giữ thăng bằng là người chơi có thể dễ dàng điều khiển thành thục theo ý muốn và có thể thoải mái lướt. Trò chơi này em thấy như thế nào? Dạ em thấy cái môn này rất là hết. Những ngày hè em ra đây em chơi và em thấy chơi rất là vui. Chơi thì em thấy khó không? Dạ cũng hơi khó, nhưng mà nếu mà mình quen quen dần dần thì mình sẽ biết chạy.
Nói chung đây là một môn có thể là gọi là môn thể thao mà gia đình ai cũng đi được, từ người lớn đến trẻ em, và đặc biệt thì hình như tôi thấy rằng là trẻ em có vẻ khá thích thú với cái loại trò chơi này. Trò chơi này theo chúng tôi biết thì nó chỉ mới phổ biến chỉ khoảng một năm nay mà thôi. Thì ở bên nước ngoài thì nói chung ở Hoa Kỳ chúng tôi thì đã phổ biến rất là nhiều, và ở Thái Lan thì chúng tôi mới về đây cách đây vài tuần thì cũng đã có trò chơi này ở Thái Lan rồi. Và cho đến nay là khoảng cuối tháng 7 thì chúng tôi đến Việt Nam chơi, thì chúng tôi đã chơi cái trò chơi này ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, chúng tôi chơi ở quảng trường ở Hà Tiên, và đến đây thì có người nhà Long An thì chúng tôi tham gia cái trò chơi này. Đây là một cái trò chơi rất là thú vị. Xe có giá khá đắt, từ 3 đến 7 triệu đồng một chiếc. Vì thế nhiều người thích chơi trò này đã chọn giải pháp là thuê xe. Theo đó, dịch vụ cho thuê xe ngay lập tức cũng nở rộ theo. Hiện có khoảng 3 đến 4 địa điểm cho thuê xe loại này, giá thuê là 60.000 đồng cho 1 giờ đồng hồ. Lúc trước hai chị em hay đi thành phố, lên đường Hoa Nguyễn Huệ chơi, với đường phố đi bộ Nguyễn Huệ á. Rồi thấy trò chơi này thú vị quá, hấp dẫn quá, cho nên đem về đây cho bạn trẻ Long An trải nghiệm thử. Rồi giá thuê là 60.000 đồng một tiếng. Nói chung là người chơi cũng không có gặp khó khăn gì, giống như là đi nhanh quá thì nó không làm chủ được tốc độ thì nó xây xước sơ sơ, té thì xước sơ sơ. Mặc dù được cho là dễ chơi, nhưng trò này cũng gây nguy hiểm khi việc té ngã thường xảy ra. Để bảo vệ chính mình, người chơi cần thận trọng, đặc biệt là tuân thủ các yêu cầu cảnh báo về tốc độ để tránh những hậu quả đáng tiếc. Phần tin trong nước sẽ tiếp tục bản tin thời sự chiều nay. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đề án nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Người có nguy cơ bị bạo lực và nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, can thiệp và hỗ trợ kịp thời nhằm ngăn ngừa bạo lực xảy ra và có cơ hội cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc. Đề án phấn đấu đến năm 2020, nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan và cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực, đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới. 100% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời. 50% người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, tự chấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp. Đến năm 2030, hoàn thiện cơ chế chính sách về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nhằm tăng cường thực thi pháp luật và đảm bảo hệ thống dịch vụ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, hướng tới môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu rà soát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn để thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố lập danh mục chi tiết 8.255 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã thống kê và 429 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp xác định thuộc đối tượng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Lập danh mục chi tiết các doanh nghiệp đã nộp phí, số tiền phí đã nộp năm 2013-2015 để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với công ty thoát nước và xử lý nước thải rà soát kỹ số liệu, cơ sở xác định giá thành xử lý trên 1 mét khối nước thải, đề xuất mức giá dịch vụ thoát nước thải và xử lý nước thải áp dụng cho năm 2016-2017. Mức giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải sẽ được tính theo mức độ ô nhiễm chất hữu cơ của từng loại nước thải hoặc loại hình hoạt động phát sinh nước thải. Để bảo tồn các loài động vật hoang dã, Việt Nam hiện cho phép tư nhân có thể mở trang trại gây nuôi các loài động vật này như cá sấu, gấu, hổ. Tuy nhiên, một nghiên cứu vừa được Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV Việt Nam công bố thì lại cho thấy việc tồn tại các cơ sở gây nuôi thương mại như hiện nay có thể sẽ đẩy các loài động vật hoang dã quý hiếm tới nguy cơ tuyệt chủng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Không ghi đầu con, quản lý là quản lý trên đầu cân và đầu cân, nhưng mà xuất đi là chỉ xuất đầu cân thì không tính con. Nó nuôi 3.000 con đã xuất đi 2.000 con rồi, trong trại nó mua lậu, nó bỏ vào đấy, nó đêm qua nó ăn cắp ngoài đường, nó bỏ vào trại nhà nó là hàng sinh sản. Đó là những phỏng vấn mà Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV Việt Nam đã thu thập được trong quá trình khảo sát và nghiên cứu tại 26 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên khắp 3 miền của Việt Nam.
Dựa trên những khảo sát đó, ENV Việt Nam khẳng định 55% cơ sở cây nuôi mà ENV khảo sát đã cho biết họ hoạt động dưới danh nghĩa là bảo tồn, nhưng thực tế lại là trung tâm nhập lậu động vật hoang dã từ tự nhiên. Thực sự là cái điều kiện của những cái cơ sở đấy thì rất là nghèo nàn và nó không phù hợp để cho động vật hoang dã có thể sinh sản hay là phát triển một cách bền vững, để cho cái hoạt động gây nuôi của những cái cơ sở đấy thực sự đem lại lợi nhuận cho chủ cơ sở. Chính vì vậy nên tất cả những cái cơ sở mà chúng tôi có thể xác định được mô hình đều có cái tình trạng là họ nhập lậu động vật hoang dã từ tự nhiên. Chỉ cách đây vài ngày, vụ việc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cấp phép cho cơ sở tư nhân được phép nuôi sinh trưởng loại TT đã gây ra những tranh cãi lớn. Bởi theo nhận định của các nhà khoa học, do tập tính sinh thái, loài TT gần như không có khả năng sinh sản trong môi trường nuôi nhốt. Vì vậy, việc gây nuôi TT trong các trang trại có thể sẽ khiến cho loài động vật này dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng và thậm chí có thể sẽ vô tình tiếp tay cho tội phạm buôn bán TT trái phép. Cơ quan quản lý thực thi pháp luật thì cái hiểu biết về các cái loài động vật hoang dã hiện nay là chưa được chi tiết lắm và chưa có những cái kiến thức sâu về các cái loài này, cho nên cái việc quản lý, tham gia quản lý cũng như là giám sát cái việc nuôi các cái loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm trong cái điều kiện nuôi nhốt là chưa tốt, cho nên xảy ra những cái trường hợp cấp phép sai. Trong buổi công bố báo cáo về thực trạng gây nuôi thương mại động vật hoang dã quý hiếm tại Việt Nam, ENV đã đưa ra khuyến nghị Việt Nam hiện đã có Nghị định số 82 năm 2016 về quản lý nuôi sinh trưởng các loài động vật thực vật hoang dã quý hiếm, nhưng cần nhanh chóng ban hành danh mục cụ thể về loài động vật được phép gây nuôi thương mại. Loài nào không dựa trên các nghiên cứu khoa học về tập tính sinh thái của loài, thay vì buông lỏng nhưng việc cấp phép cho trại nuôi mà không cần có xác nhận của cơ quan khoa học như hiện nay.